Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Phần tin tức quốc tế sẽ có những nội dung nổi bật sau đây. Cảnh sát bắn chết thiếu niên được ủng hộ 1 triệu đô la Mỹ, dân Pháp phẫn nộ. Pháp ước tính thiệt hại 20 triệu euro do bạo loạn. Nạn nhân vụ nổ tàu lặn Titan từng mắc kẹt dưới biển 3 ngày. Nhật xã nước thải nhiễm xạ, Đông Bắc Á dậy sóng elon Musk Mark Zuckerberg kiếm tiền giỏi nhất thế giới cùng những tin tức đáng chú ý khác sau đây là bản tin chi tiết mời quý vị đón theo dõi cảnh sát bắn chết thiếu niên được ủng hộ 1 triệu đô la Mỹ, dân Pháp phẫn nộ. Biểu tình vừa lắng xuống ở Pháp thì người dân lại phẫn nộ khi thông tin quỹ cho Florian, viên cảnh sát bắn chết thiếu niên Nature M nhận được hơn 1 triệu đô la Mỹ. Quỹ do bà Jean Messiah, Cựu cố vấn của chính trị gia Pháp Marine Le Pen lập trên trang GoFundMe, nền tảng trực tuyến của Hoa Kỳ có chức năng quyên góp tiền cho các sự kiện, đã nhận được hơn 1 triệu euro, tương đương với 1,09 triệu đô la Mỹ, tính đến ngày 3 tháng 7. Trong khi đó, quỹ để hỗ trợ gia đình thiếu niên Neho chỉ nhận được chưa đến 200.000 euro, tương đương với khoảng 218.000 đô la Mỹ. Vụ việc đã làm bùng lên lan sóng biểu tình khắp nước Pháp và tranh cãi về cách xử lý của lực lượng cảnh sát. Theo báo Guardian, đã có 58.000 người tham gia ủng hộ quỹ này. Bà Nader là bà của thiếu niên Neho nói rằng quỷ này khiến bà đau lòng. Anh ta đã lấy đi mạng sống của cháu tôi, anh ta phải trả giá như bao người khác, bà nói trên kênh truyền hình BFM. Các chính trị gia cánh tả cũng lên tiếng chỉ trích quỷ này cho rằng bà Jean Messiah đang đùa với lửa. Ông Oliver Ford, lãnh đạo đảng xã hội và một số chính trị gia khác đã kêu gọi GoFundMe đóng trang gây quỹ này. Tuy nhiên, GoFundMe cho biết họ không vi phạm quy định nào và số tiền được chi cho gia đình Florence, chứ không phải cho các chi phí tòa án. Thủ tướng Pháp Elizabeth Bon khẳng định với báo Le Figaro, chính phủ không quyết định sự tồn tại của quỹ quyên góp này. Pháp ước tính thiệt hại 20 triệu euro do bạo loạn. AFP ngày 3 tháng 7 dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho hay, các cuộc biểu tình bạo loạn kéo dài 6 ngày đã gây thiệt hại khoảng 20 triệu euro cho tầng giao thông công cộng ở Paris. Các thiệt hại này gồm xe buýt đốt cháy, một đường xe điện bị cháy, hai đường xe điện bị hư hỏng và cơ sở hạ tầng đô thị bị đập phá. Làn sóng biểu tình bạo lực nổ ra và lan rộng ở Pháp kể từ đầu tuần trước sau một vụ cảnh sát bắn chết thiếu niên 17 tuổi ở ngoại ô Paris do không tuân thủ luật giao thông. Những người biểu tình yêu cầu chính quyền xem xét kỹ lưỡng các điều kiện quản lý và sử dụng vũ khí của cảnh sát. Chính phủ đã điều động 45.000 cảnh sát và trong một nỗ lực ngăn chặn bạo lực leo thang, xe thiết giáp cũng được triển khai. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard de Manin đã ra lệnh đóng cửa tất cả các dịch vụ xe buýt và xe điện công cộng sau 21 giờ trên toàn quốc từ ngày 30 tháng 6. Giới chức ở một số thành phố cũng yêu cầu hủy bỏ các sự kiện quy mô lớn, bao gồm cả các buổi hòa nhạc tại sân vận động Stade de France, các thị trưởng Pháp hôm qua đã kêu gọi phản đối làn sóng biểu tình bạo lực. Nạn nhân vụ nổ tàu lặn Titan từng mắc kẹt dưới biển 3 ngày. Nhà thám hiểm Pháp Nezulet từng mắc kẹt trong tàu lặn 3 ngày, nhưng vẫn quyết định lên tàu Titan tham gia chuyến đi định mệnh. Trước khi tham gia chuyến thám hiểm sát tàu Titanic bằng tàu lặn Titan hôm 18 tháng 6, nhà thám hiểm người Pháp Paul Henry Nicolet, 77 tuổi, đã kể về những chuyến đi mạo hiểm trước đó của ông. Christine Dawit, là vợ của doanh nhân Pakistan Shahzada Dawit, kể lại rằng trong một buổi thuyết trình, Nicolet đã kể về 37 lần tiếp cận sát tàu Titanic thành công trước đây. Tuy nhiên, ông cũng kể rằng có lần bị mắc kẹt trong tàu lặn dưới biển 3 ngày và không thể liên lạc được với bên ngoài. Nagolet không nói rõ trải nghiệm đó diễn ra trong tàu lặn nào và sự cố đã được giải quyết ra sao. Nagolet trong nhiều năm qua đã liên tục lặn xuống tham quan sát tàu Titanic và thu thập các đồ vật liên quan đến con tàu để trưng bày trong bảo tàng hoặc triển lãm. Trước chuyến lặn định mệnh, ông đã lên kế hoạch để tới Paris vào ngày 18 tháng 7 để khai trương một triển lãm về Titanic nhiều người chuyên gia nói rằng họ từng cảnh báo về các vấn đề của tàu lặn Titan, song dường như OceanGate phớt lờ và vẫn tiếp tục sử dụng con tàu để đưa du khách tham quan xác tàu Titanic. Nhật xã nước thải nhiễm xạ, Đông Bắc Á dậy sóng. Sau hơn 12 năm kể từ sự cố hạt nhân Fukushima, Hiện nay quy trình liên tục làm nguội lõi hạt nhân tại nhà máy Fukushima Daiichi vẫn tạo ra hơn 130 tấn nước nhiễm xạ mỗi ngày. Do đã đạt đến 96% sức chứa sẽ không còn chỗ để chứa lượng nước được thu hồi từ đầu năm 2024. Nhật Bản cần xả 1,3 triệu nước tấn thải, đã loại bỏ 62 nhân tố phóng xạ, chỉ còn một đồng vị phóng xạ là tritium và các dấu vết phóng xạ khác ra đại dương tokyo cam kết quy trình xả thải đảm bảo an toàn nhưng một số nhà khoa học kêu gọi nhật tạm thời dừng thải nguồn nước này việc nhật xả thải khiến hàn quốc trung quốc các đảo quốc ở thái bình dương dậy sóng trung quốc cáo buộc nhật bản hành động liều lĩnh coi thường sức khỏe và sự an toàn của công dân trung quốc cũng như lợi ích của cộng đồng toàn cầu bắc kinh còn cáo buộc nhật bản sử dụng thái bình dương như cống rãnh của riêng mình Hồng Kông cho rằng quyết định xả nước thải mà không xin phép hoặc đồng ý của các quốc gia khác đã vi phạm cả công ước London về ngăn ngừa ô nhiễm biển và công ước Liên hiệp quốc về luật biển. Các nhà bảo vệ môi trường ở Hàn Quốc đã tổ chức biểu tình trước đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul để phản đối kế hoạch này. Người đứng đầu diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương tổ chức đại diện cho 18 quốc đảo cảnh báo việc xả nước thải nhiễm xạ sẽ gây thiệt hại vô cùng lớn. châu Âu đóng băng 207 tỷ euro tài sản Nga. Ông Didier Rander, Ủy viên tư pháp của Liên minh châu Âu, cho biết khối này đã đóng băng số tài sản Nga trị giá 207 tỷ euro tương đương với 226 tỷ đô la Mỹ kể từ cuộc xung đột Nga-Ukraine diễn ra. Số tài sản trị giá hàng trăm tỷ euro này bao gồm tiền mặt, các khoản tiền gửi, chứng khoán. Vào hôm 30 tháng 6, Thủ tướng Mỹ là Alexander de cho biết ước tính số tài sản Nga bị đóng băng tại châu Âu có thể sinh lời 3 tỷ euro trong một năm. Nga đã nhiều lần nói rằng bất kỳ hành vi tịch thu tài sản nào của chính phủ các nước phương Tây đều là hành vi trộm cắp và đi ngược lại luật pháp quốc tế. Ukraine giành lại bán đảo Crimea là điều kiện chấm dứt xung đột với Nga Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Việc giành lại bán đảo Crimea là sẽ là điều kiện then chốt để chấm dứt xung đột với Nga. Chừng nào Nga còn kiểm soát Crimea nghĩa là xung đột chưa kết thúc, ông Zelensky nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền vào cuối tuần qua. Năm 2014, Nga tuyên bố xác nhập Crimea sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Moscow nhiều lần nhấn mạnh họ coi Crimea là vấn đề không thể thương lượng. Chính phủ Ukraine và các bên ủng hộ không công nhận kết quả trưng cầu này và tuyên bố sẽ giành lại bán đảo. Moscow nhiều lần nêu rõ quan điểm sẵn sàng chấm dứt xung đột với điều kiện Ukraine phải chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ. Thực tế này theo Moscow là việc Crimea và bốn vùng của Ukraine đã sáp nhập vào Nga. Dịch bệnh viêm phổi gia tăng ở châu Âu. Ngày 3 tháng 7, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu (ECDC) cảnh báo các nước châu Âu phải cảnh giác phát hiện và giám sát các ổ dịch bệnh lisonella, một dạng viêm phổi do vi khuẩn lisonella gây ra từng bùng phát nghiêm trọng tại Liên minh Châu Âu và khu vực kinh tế châu Âu. Trong báo cáo dịch tễ học thường niên mới nhất, ECDC cho biết trong năm 2021 đã ghi nhận hơn 10.700 ca mắc lisonella trong đó có 704 ca tử vong, với trung bình 2,4 ca mắc trên 100.000 dân. Đây là tỷ lệ mắc bệnh Dizone hàng năm cao nhất tại châu Âu. 75% số ca được ghi nhận ở Ý, Pháp, Tây Ban Nha và Đức. Nam giới từ 65 tuổi trở lên là nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất, với tỷ lệ là 8,9 ca trên 100.000 người. Theo báo cáo, thể hiện chưa rõ nguyên nhân tỷ lệ nhiễm bệnh này gia tăng gần đây tại châu Âu. Vi khuẩn Legionella được tìm thấy tự nhiên trong nguồn nước ngọt như hồ, sông, suối, các bể nước nóng, bồn tắm nước nóng, bồn phun nước công cộng có thể nhiễm vi khuẩn này. Vi khuẩn Legionella thường lây qua hít giọt bắn hơi nước hoặc khí dung có chứa vi khuẩn. Thời gian ủ bệnh Legionella từ 2 đến 10 ngày, ở một số trường hợp có thể lên tới 16 ngày. Nhiệt độ nước từ 25 đến 42 độ C và nước tù động là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn Legionella sinh sôi. Mặt trời xuất hiện nhiều vết đen bí ẩn. Các nhà quan sát cho biết mặt trời tạo ra hơn 160 vết đen trong tháng 6. Đây là con số kỷ lục với mức hàng tháng cao nhất trong hơn 2 thập kỷ. Mặt trời đang có những diễn biến phức tạp với cường độ hoạt động nhanh chóng hơn đáng kể so với các dự báo trước đó từ NASA và cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Hoa Kỳ NOAA. Cụ thể, các báo cáo dự đoán số lượng vết đen trên mặt trời sẽ chỉ đạt mức trung bình hàng tháng là 125 trong năm 2023. Tuy nhiên, chỉ trong tháng 6, mặt trời đã tạo ra hơn 160 lỗ đen và con số có thể tăng thành 200 trong năm nay. Điều này làm dấy lên mối lo ngại về các sự kiện thời tiết không gian cực đoan, khắc nghiệt sẽ diễn ra trong những tháng sắp tới. Đây là số lượng vết đen trung bình hàng tháng cao nhất kể từ tháng 9 năm 2002, nhà vật lý năng lượng mặt trời K. Strong chia sẻ trên Twitter. Trước đó vào ngày 2 tháng 7, Space Weather cho biết một trong số những vết đen này đã tạo ra một vết lóa mặt trời cực mạnh xuất hiện dưới dạng một tia sáng tràn đầy năng lượng. Nó là nguyên nhân gây ra sự cố mất điện vô tuyến tạm thời ở miền Tây Hoa Kỳ và phía trên Thái Bình Dương cùng ngày. Theo dự đoán của tổ chức này, những sự kiện như vậy có thể trở nên phổ biến hơn trong tương lai gần khi chu kỳ mặt trời đạt đến cực đại. Twitter giới hạn số lượng bài đăng mà người dùng có thể đọc Twitter sẽ tạm thời hạn chế bài đăng tweet mà người dùng có thể đọc mỗi ngày trong động thái nhằm hạn chế việc các công ty trí tuệ nhân tạo AI sử dụng dữ liệu của trang này. Cụ thể, Twitter chỉ cho phép các tài khoản đã xác minh đọc 6.000 bài đăng trên một ngày, trong khi những tài khoản chưa xác minh, tức là những tài khoản miễn phí hiện đang chiếm phần lớn số lượng người dùng. Chỉ được đọc 600 bài đăng trên một ngày, tài khoản mới chưa xác minh đọc 300 bài đăng trên một ngày. Theo ông Musk, quyết định này nhằm giải quyết tình trạng xuất dữ liệu quá mất từ trang web mà các nền tảng bên thứ ba đang thực hiện. Elon Musk, ông chủ của Twitter sẽ sớm nâng mức trần cho các tài khoản xác minh lên 8.000 bài một ngày. Tài khoản chưa xác minh và tài khoản mới chưa xác minh sẽ lần lượt là 800 và 400 bài một ngày. Tuy nhiên, ông không tiết lộ thời gian áp dụng cụ thể. Hiện tại, mức phí xác minh tài khoản trên Twitter là 8 đô la Mỹ một tháng đối với mỗi cá nhân và 1.000 đô la Mỹ một tháng đối với mỗi tổ chức. Elon Musk, Mark Zuckerberg kiếm tiền giỏi nhất thế giới. Theo chỉ số Bloomberg Billionaire Index, trong 6 tháng đầu năm, 500 người giàu nhất thế giới có thêm tổng cộng 852 tỷ đô la Mỹ. Tính trung bình, mỗi người kiếm 14 triệu đô la Mỹ một ngày. Các tỷ phú có tài sản tăng nhanh nhất thế giới là Elon Musk 96,6 tỷ đô la Mỹ, Mark Zuckerberg 58,9 tỷ đô la Mỹ. Jeff Bezos 47,4 tỷ đô la Mỹ, Larry Ellison 40,8 tỷ đô la Mỹ và Bernard Arnault 38,2 tỷ đô la Mỹ. Nguyên nhân chủ yếu là thị trường chứng khoán đi lên khi nhà đầu tư bắt đầu phớt lờ tác động từ việc các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, chiến sự tại Ukraine và khủng hoảng tại ngân hàng Hoa Kỳ. Chỉ số S&P 500 tăng 16%, Nasdaq 100 cũng tăng 39%, ghi nhận nửa đầu năm tốt nhất lịch sử do sự hào hứng của các nhà đầu tư với trí tuệ nhân tạo kéo dài các cổ phiếu công nghệ lên cao. Phiên ngày 3 tháng 7, Musk có thêm 13 tỷ đô la Mỹ nhờ cổ phiếu Tesla tăng 6,9%, tính từ đầu năm, cổ phiếu tăng gần 150%. Cổ phiếu Meta Platform cũng tăng hơn gấp đôi trong 6 tháng qua. Họ dự kiến ra mắt Threads, đối thủ của Twitter vào ngày 6 tháng 7 trên Apple Store. Livestream Shopping đã phát triển thành thị trường 512 tỷ đô la Mỹ. Livestream Shopping hay còn được gọi là mua sắm qua video trực tiếp xuất phát từ mạng xã hội ở Trung Quốc và theo công ty nghiên cứu thị trường Corsair Research, đã phát triển thành một thị trường trị giá 512 tỷ đô la Mỹ. Con số ước tính quy mô thị trường nói trên của Cosi Research có thể giải thích vì sao nhiều nền tảng lớn đang chạy đua để giành lấy thị phần trên thị trường này của Hoa Kỳ. Trong báo cáo quý gần nhất, Corsair Research dự đoán doanh số bán hàng thông qua livestream, tức là phát trực tiếp, ở Hoa Kỳ sẽ đạt 32 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Deborah Winswick cho biết công ty này sau đó đã xem xét nâng cao dự đoán về doanh số bán hàng thông qua livestream tại Hoa Kỳ. Bà Winswick cho biết ước tính ban đầu nói trên được đưa ra vào đầu năm nay và không tính đến một cách toàn diện thương vụ gã khổng lồ internet của Hàn Quốc Naver thâu tóm nền tảng thương mại điện tử Postmark. Thời điểm đó TikTok Shops, một cách thức cho phép người dùng mua sản phẩm ngay trên ứng dụng TikTok mà không cần sang một cửa hàng trực tuyến khác cũng đang dần có chỗ đứng. Bà Winswick cho biết doanh thu bán hàng live streaming ở Hoa Kỳ có thể dễ dàng đạt được 50 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Cosai Research cũng ước tính đến năm 2026, live stream shopping sẽ chiếm hơn 5% tổng doanh số thương mại điện tử tại đây. TikTok, Postmark và eBay đều cho biết hiện đang thử nghiệm hình thức live stream shopping. Trong khi đó, Amazon cho biết hàng ngàn người sáng tạo nội dung đã phát trực tiếp thông qua nền tảng bán hàng livestream Amazon Live trong sự kiện Prime Day của Amazon vào tháng 7 năm ngoái. Chai tương ớt Sriracha của tỷ phú gốc Việt có giá 60 đô la Mỹ trên Amazon. Tương ớt Sriracha sản xuất tại Hoa Kỳ, bán ở Việt Nam có giá 165.000 Việt Nam đồng nhưng được bán trên eBay, Amazon 60 đô la Mỹ tương đương với 1,5 triệu Việt Nam đồng, tăng 8 lần so với trước. Theo CNN, giá tương ớt sriracha tại thị trường Hoa Kỳ đã tăng vọt do hạn hán ở miền Bắc Mexico đang khiến ớt, tức là nguyên liệu chính của tương ớt sriracha khan hiếm. Tương ớt sriracha là sản phẩm thuộc công ty Huy Phong Foods của tỷ phú gốc Việt David Trần. Trên eBay, các chai loại gần 500 gram có giá bình quân từ 40 đô la Mỹ. Trước đây chỉ 5 đô la Mỹ, tức là tăng gấp 8 lần. Loại chai gần 800 gram có giá bình quân là 70 đô la Mỹ, đều chưa tính chi phí vận chuyển. Ngoài ra, có đơn vị trên eBay bán loại chai gần 800 gram, tương đương với 4 gói nhỏ, giá là 129,9 đô la Mỹ, đã gồm tiền phí vận chuyển. Số lượng hàng có sẵn trên các gian hàng nhỏ ở eBay cũng rất ít, chỉ khoảng 10 đến 20 chai. Tại Việt Nam, một số đơn vị bán mặt hàng này khoảng 165.000 Việt Nam đồng cho chai gần 800 g, còn chai 500 g là 89.000 Việt Nam đồng. Đại diện Huy Phong tại California nói với CNN rằng họ vẫn đang trong tình trạng thiếu nguyên liệu thô. Theo doanh nghiệp này, tình trạng thiếu nguyên liệu ớt đã diễn ra 3 năm qua. Năm ngoái, công ty cũng đã tạm dừng các đơn đặt hàng vì không đủ nguồn cung. Sriracha của Huy Phong do David Trần tạo ra từ năm 1980 đã có mặt trên các kệ hàng của các nhà bán lẻ như Target và Whole Foods. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Canada và thế giới của kênh Culture Channel. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ và để lại bình luận ở phía dưới video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh nhất, mới nhất về tình hình Canada và thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại.